Rồi nha, bắt đầu tương dữ rồi đó. Chơi một mâm thịnh soạn. Bà con chơi một mâm thịnh soạn. Càng thứ nhất con này nó chơi khách. Ăn đi, cạp đi. Lấy mấy cái này chấm tẩu à. Rồi, làm nào, làm nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.